Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 9 tháng 2, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, làm thế nào để bước vào thế giới của thế hệ trước? Làm thế nào để thu thập những kinh nghiệm của thế hệ trước? Và làm thế nào để áp dụng và tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đó? Joseph cho rằng phải dẹp bỏ bức rào cản lớn nhất, bức rào ngôn ngữ. Khi so sánh nhận thức của người em là kỹ sư với chính bản thân anh, Joseph đã nhận thấy ngay sự khác biệt trong nhận thức của anh và người em đó. Thấy rằng bức rào ngôn ngữ là giới hạn và bịt mắt thế hệ mới, Joseph cho rằng nếu không hiểu tiếng Việt thì tất cả những sinh hoạt của người Việt sẽ bị nhìn qua một lăng kính méo mó, thiên lệch. Nếu thiếu tiếng Việt, tất cả những biểu tượng của Việt Nam, từ hình ảnh của những chí sĩ cho đến những sinh hoạt như biểu tình, đều không được nhìn dưới lăng kính diễn dịch đứng đắn. Sâu hơn một bước, Joseph cho rằng ngôn ngữ là một bản sắc của một cộng đồng. Không có ngôn ngữ, hình ảnh của một cộng đồng người Việt tị nạn sẽ dần dần tan đi. Trong cộng đồng địa phương ở quận Hạt, Hoa Kỳ sẽ chẳng còn ai bàn luận về cộng đồng người Việt. Những sinh hoạt văn hóa Việt đặc thù sẽ từ từ biến mất và cộng đồng người Việt sẽ biến dần thành một cộng đồng Mỹ. Văn hóa Việt sẽ biến mất, lịch sử cộng đồng người Việt sẽ biến mất. Joseph muốn bảo tồn những bản sắc của cộng đồng đó, muốn giữ lại những kinh nghiệm, suy nghĩ của thế hệ trước để truyền lại cho các thế hệ sau. Xin mời quý vị theo dõi phần 4 về sự suy nghĩ của Joseph về những gì anh cho là điều những người trẻ nên làm. Chương trình do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Nhưng mà khi mà anh nói như vậy, tức là cái đó là cái quan niệm của anh. Nhưng mà quan niệm chẳng hạn như anh vừa mới nói với người em của anh là cái người mà không có có thể anh vừa đi vào đường của cậu đó và có thể là cậu đó đi vào đường của anh. Thì khi mà có bao giờ anh nói chuyện những cái chuyện anh đang nói đối với cậu đó, với cái ảnh hưởng, cái sự suy nghĩ của cái perspective của anh khi mà anh nói chuyện với cậu đó, nó có ảnh gây ảnh hưởng gì cho cậu đó? Cậu đó có suy nghĩ về những cái điều đó giống như anh không? Cậu là ai? Tức là em của anh, cái người mà chỉ nói được ít tiếng Việt thôi, tức là họ rõ ràng cái cậu đó biết anh làm gì đó, đúng không? Thì khi mà chia sẻ cái suy nghĩ như vậy thì cậu đó nghĩ như nào? Chia sẻ cái suy nghĩ như anh vừa mới nói với cái cậu đó, với cậu em đó, thì cậu em đó có bao giờ nói cho anh biết là suy nghĩ như thế nào? Tôi nghĩ là nếu mà mình không hiểu được những gì tôi đang quan tâm đến, thí dụ nếu mà tôi nói về những cái vấn đề đang xảy ra trong cộng đồng hay là cái sự cần thiết, thì ít nhất là em trai có thể đồng ý với tôi là đó là một điều rất là cần, tại vì em trai cũng hơi bỡ ngỡ, lúc nào cũng bị coi là người Mỹ con hay là người mất gốc và cũng muốn học tiếng Việt. Nhưng mà em trai là 22 tuổi rồi, là kỹ sư thì không có nhiều thời gian để học tiếng Việt nữa, nên là đó chỉ là một cái điều thì là em trai chịu thôi. Nhưng mà em trai cũng đồng ý là nếu mà có cơ hội ngày xưa để mà học được tiếng Việt một cách hệ thống, chứ không phải là mình phải trả tiền hay là mình phải đi cuối tuần trong một cái trung tâm mà tất cả đều là tình nguyện viên thôi, là phụ huynh vân vân, thì em trai cũng sẽ tốt hơn tiếng Việt. Nhưng mà em trai chỉ thấy là khi mà tôi nói chuyện về Việt Nam, về cộng đồng Việt Nam, về lịch sử Việt Nam, không phải là em trai không có care, không có quan tâm đến những gì tôi đang nói, nhưng mà không có hiểu được. Giống như tôi nói về Phan Bội Châu hay là tôi nói về những cái gì cộng đồng đang làm để biểu tình hay là để vận động cho tự do hay là vận động cho những cái gì nó liên quan đến cộng đồng ở Việt Nam á, thì mình có thể nhìn thấy họ đang làm cái gì nhưng mình không thể hiểu được, tại vì mình phải như tôi, mình phải vào một cái lớp và họ vài năm á, để mà chỉ có một cái sự hiểu biết sơ sơ thôi. Tại vì tôi sống ở đây, tôi không có cái cùng kinh nghiệm với bố mẹ, nhưng mà ít nhất là tôi có cách và tôi có đủ hiểu biết để bắt đầu tiếp xúc với bố mẹ và những người xung quanh cộng đồng để nhận được những câu chuyện và thấy nó hay, và
đánh giá cao cái đó. Mặc dù em trai cũng đánh giá cao cái đó, nhưng mà phải có cái sự kiến thức, cái sự hiểu biết trước, một cách học thuật, một cách ở trong cái hệ thống giáo dục nó tạo ra cái môi trường, và cái môi trường nó cũng tạo ra cái hệ thống giáo dục, nó theo một cái cách mà theo nếu mà tập trung vào một con người á thì nó sẽ ảnh hưởng đến con người đó, sẽ nghĩ đến bản thân của mình, bản tính của mình như thế nào, cái identity. Và qua cái identity đó, khi mình có một cái tôi kêu là community consciousness, một cái sự ý thức về cộng đồng của mình, thì tôi mới có thể đánh giá cao. Và sau khi mình đánh giá cao thì tôi vẫn có thể tiếp tục giữ gìn, bảo tồn, vận động cho. Đó là lý do mà thí dụ trong những cái thể chế trong cộng đồng mình có Thúy Nga, mình có báo người Việt, mình có Asia, và có người thường nói tiếc là ồ, tại sao người lớn tuổi, cái thể chế mà người lớn tuổi đã để lại cho cộng đồng của mình đang bị thay thế với những người mới qua đây chứ không phải là con cái của họ. Tại vì con cái của họ cũng biết là ồ, bố mẹ của mình làm việc cho báo người Việt, hay là bố mẹ của mình đang làm việc cho Paris by Night, nhưng mà mình bị rào cản ngôn ngữ, mình không thể nói tiếng Việt, nên là mình không thể tiếp xúc với cái thế giới của bố mẹ, cho nên là mình chịu thôi, chứ không phải là mình không muốn vào cái thế giới của bố mẹ mình mà mình không thể làm được thôi. Đó là lý do mà tiếng Việt cũng như là và là education, có thể là bằng tiếng Việt hay tiếng Anh, về lịch sử và cộng đồng của mình nó rất là quan trọng. Tại vì càng ngày thì cái lịch sử của mình đang càng bị phai đi. Giống như là ở Việt Nam thì câu chuyện của mình không được đề cập đến. Ở bên Mỹ nó gọi là nó bị vô hình hóa, tức là cộng đồng của mình, của riêng mình sẽ bị phai đi theo cái cách và theo cái tầm nhìn của người Mỹ mà coi người Việt ở đây. Rồi sau vài chục năm thì nếu mà mình không còn cái lịch sử của mình nữa thì chẳng lẽ là mình không phải là cộng đồng vậy sao? Đó, thì tôi nghĩ là tôi chỉ là một phần trong việc giữ gìn điều đó thôi. Và tôi chỉ hy vọng là tôi muốn chia sẻ cái hạnh phúc và cái cảm xúc rất là sâu sắc của cộng đồng của mình có thể được truyền lại cho những người đó, để mà họ có cơ hội mà tôi và những người bạn bằng tuổi như tôi không có khi còn lớn lên, thậm chí ở Little Saigon này.